Các bạn, tôi giới thiệu về quá trình nhân giống cây bơ. Thì để nhân giống được cây bơ thì người ta cần phải có cây bơ ươm hạt. Và đây là một bãi ươm hạt bơ. Bãi này đang ươm khoảng 2-3 tấn bơ. Và sau khi ươm cây nó nảy mầm dài lên thì bắt đầu nhổ ra để cắm vào bột. Một rễ ra đều rang ha. Sau khi nhổ cây bơ ươm trong bãi lên thì bắt đầu cắm vào bầu đã vô mụn dừa. Cũng gãy quẹo tùm lum chứ sao mà không sao. Nó mà cắm như thế khoảng mấy tháng sau thì ghép được? Khoảng mấy tháng ghép rồi? 5 tháng. 5 tháng hả? À, cũng lâu. 4 hoặc 5 tháng. Tùy theo gốc bự đó. Cắm vào thì khoảng 4-5 tháng sau là ghép được. Và ôm như thế khoảng 4-5 tháng sau thì nó được cây bơ gốc ghép lên như thế này. Và để ghép thì người ta cắt ngang đầu. Đó, đây là hai cây bơ gốc ghép đã được cắt ngang đầu. Và để ghép thì cần có chòi ghép. Đó, đây là hai chòi ghép vừa được cắt xong. Và bây giờ sẽ ghép vào trên cái gốc ôm lên từ hạt. Để ghép thì chẻ từ trên xuống dưới, chẻ một đường từ trên xuống, và trên cái chòi ghép thì cắt thành cái nêm. Và gắn vào gốc ghép, sau đó dùng dây ni lông quấn lại. Quấn thì có thể người ta quấn bằng dây quấn, dây ghép chuyên dụng, nhưng mà không quan trọng, quấn dây ni lông cũng được. Xong cây thứ nhất, bây giờ ta xem cây thứ hai. Dâu lục không? Quả cái gốc cứng. À, già quá. Gốc cứng, trẻ thứ bao nhiêu tài nè. Vừa trẻ xong một gốc. Nó chờ ghép thì đã được cắt bỏ lá. Và bây giờ gắn vào cái vị trí vừa trẻ trên gốc ghép. Và dùng dây quấn lại. Và sau khi ghép xong thì dùng bao ni lông trùm lại rồi như thế, và để vào nhà lưới khoảng một tháng sau thì nó bắt đầu nảy mầm và nó sẽ trở thành một cây bơ mới. Và tháo bao ni lông ra, và sau khi tháo bao ni lông xong thì ta được một cây bơ hoàn chỉnh như thế này. Nghĩa là khoảng 2 tháng sau khi tháo bao ni lông thì cây bơ có thể mang đi trồng được. Đó là toàn bộ quá trình nhân giống cây bơ, từ ươm hạt, vô bầu, ghép. Các bạn, bây giờ tôi sẽ giới thiệu cách nhân giống cây mận bằng phương pháp ghép mà không cần dùng gốc ghép. Đây là phương pháp ghép mới. Và cái nguyên lý của nó là trong quá trình ghép thì cái cành ghép nó ra rễ trong bầu xe dừa. Và khi cắt xuống thì nó có bộ rễ hoàn thiện luôn. Đây là phương pháp ghép mới và rất là độc đáo. Và cách những cái dụng cụ cần có để ghép thì gồm có dao ghép. Đó, đây là dao ghép. Rồi, cái đó là một cái bịch đựng xe dừa hoặc là đựng đất. Để khi mà ghép xong thì cây nó ra rễ ở trong cái bịch này. Rồi tiếp theo là thun. Rồi dây ni lông. Và dây quấn đây là dây cắt ra từ bao ni lông dùng để quấn cái vị trí ghép. Và bây giờ chúng ta bắt đầu tiến hành ghép. Rồi, để ghép thì bây giờ ta cần một cái cây dùng để làm gốc ghép, và cái cây đó được cắt trên chính cây mận mà ta ghép. Rồi cắt, nó chọn một cái cành mận to hơn cái cành ta cần ghép một chút, và cắt nó để dùng để làm gốc ghép.
để tao lấy ra. Rồi sau khi cành mận đã được cắt xuống thì ta cắt nó ra một đoạn dài khoảng 1,5 tấc và cắm vào trong cái bịch ni lông mụn dừa để làm gốc ghép. Sau đó dùng thun quấn lại, buộc lại. Mà một điều lưu ý là cái bụng bịch ni lông mụn dừa này nó giữ vừa độ ẩm, để trong quá trình ghép thì chính cái cành mận mà ta vừa cắm vào bịch này nó sẽ ra rễ và sẽ tạo thành bộ rễ cho cây sau này. Ở cái đặc điểm độc đáo của cái phương pháp ghép này là như thế, cho nên là không cần gốc ghép ươm từ hạt. Rồi bây giờ bắt đầu ghép thì vác thành cái niêm trên cái gốc ghép. Đây, vác thành cái niêm như thế này đây các bạn. Rồi sau khi chuẩn bị cái phần gốc ghép xong thì buộc dây vào và chuẩn bị treo lên trên cành ghép. Đó, sau khi chọn cành ghép xong thì bắt đầu ghép. Và khi ghép thì cắt vát một đường từ dưới lên, vẽ một đường từ dưới lên ở trên cành ghép. Khoan, chuẩn bị cái máy này luôn. Đây, và cái vị trí chẻ ở trên cây các bạn nhìn ở đây. À, sau khi quấn dây ni lông ở đây xong thì ta dùng dây treo cái bầu ghép này lên trên cành của cây mận và cứ để ở đây khoảng 1,5 tháng. Lúc đó sau 1,5 tháng thì rễ của cây mận nó sẽ ra đầy ở trong cái bầu mụn dừa này. Và ta dùng dao cắt ở ngay vị trí tay của tôi ở đây. Thì lúc đó ta sẽ được mỗi cây hoàn thiện gồm có gốc, thân và cành lá. Điểm đặc biệt của phương pháp này là ghép mà không cần cây gốc ghép ươm từ hạt. Mà cây gốc ghép là chính cái cành cây mận ta cắt xuống từ cây mận mà ta ghép. Đó là cái gốc ghép này. Gốc ghép này không phải là cây ươm từ hạt mà chính là cành mít, và nó không có sẵn rễ. Mà ta cắm nó vào trong cái bầu xe dừa ở đây và khoảng 1,5 tháng sau thì nó sẽ tự có rễ. Phương pháp nó đơn giản như thế. Chào các bạn. Rồi giờ ghép. Rồi bây giờ ta tiến hành ghép. Đầu tiên là cắt trên ngọn của cây sầu riêng. Gốc ghép. Ốm thử, quát ốm thử vô cho nó vừa chỗ nào. Rồi đó, cắt bỏ mấy cái lá cho đó. Thì muốn ghép chính xác thì ta ốm thử cái cành ghép vào trên gốc ghép. Còn cái lá kia luôn, muốn cái lá thôi. Chẻ từ dưới lên trên. Xích xuống dưới. Đừng chẻ. Dạ, chẻ vô nửa thân. Nửa thân thôi. Hoặc là 40% thôi. Đi lên. Chút nữa. Ở kia thì làm thành cái niêm, cắt vát hai bên dài xuống chút, cái dao cũng không được bén. Dạ, yeah, rồi được rồi đó. Rồi bây giờ gắn cái cành ghép vào cái vị trí cắt lên gốc ghép và dùng dây ghép quấn lại. Cắt cái này thêm chút nữa, sâu lên chút nữa. Đứt. Không, cắt không lên, đừng có cho sâu vô nữa, cắt đi lên thôi. Rồi được.
Rồi được rồi đó, lấy dây quấn là quấn lại thôi. Được chưa? Rồi, cho con kiểm cho. Quấn chặt lại đừng cho nó tụt tụt. Chứ bóp hai cái cho nó khớp lại coi cho nó chặt ra. Quấn thêm vòng nữa. Dạ, xoay. Rồi như thế là xong đó. Và sau 1 tháng rưỡi thì dùng dao cắt ngay cái vị trí cành ghép đây và ta được một cây mới gồm có gốc, thân và ngọn cành lá. Rồi bây giờ dùng dây này buộc cố định cái vị trí cái này ở đây cho đừng buông ra. Buộc chặt rồi. Rồi như thế là đã xong một cây ghép và sau 1 tháng thì sẽ được một cây mới. Và video này tôi quay thì các bạn không chê nha, do tôi đang hướng dẫn một người mới làm cho nên là chắc chắn quá trình ghép nó sẽ chậm và nhìn không chuyên nghiệp bởi vì đây là người làm lần đầu tiên. Bây giờ ta xem ghép luôn bà. Trên gốc ghép thì chẻ một đường từ dưới lên trên xuống. Và chờ ghép thì vác hai bên. Và sau khi ghép xong thì cầm túi ni lông lại. Dùng thuốc buộc lại. Và để vào bẫy luôn. Để ở đây khoảng 1 tháng sau thì chồi nó bắt đầu phát triển và tháo bao ni lông ra. Rồi, bây giờ ta xem quá trình ghép. À, đây là cái mắt ghép vừa cắt ra. Rồi. Giờ gắn vào trên gốc ghép. Gốc này tí tí không bởi vì hồi đổi gì nữa cơm khỏi chứ ăn rồi. Ta cùng xem cái vị trí ghép vừa cắt đó. Bây giờ cắt cho ghép để gắn vào. Nó không rồi. Nhắc bà bảy đi ha. Hồi nó bả về mở cho bả câu bả nghe. Rồi. Chuyện này bả về bắt kho không dịch không luôn. Này, bây giờ chúng ta cùng xem cái mít 1 tháng sau khi ghép. Cây sau khi ghép thì người ta trồng bao ni lông và sau 1 tháng thì cái chồi nó bắt đầu phát triển. Để ta thấy nó phát triển ở trong này. Và bây giờ ta cùng xem tôi tháo cái bao ni lông này ra xem nó phát triển như thế nào. Đó, đây chồi ghép sau 1 tháng
cũng tùy cây, tùy độ khỏe của cây mà sau một tháng thì nó phát triển dài hay ngắn. Có cây thì nó chỉ phát triển là một chút thôi, có cây thì nó dài hơn, có thể nó dài gấp đôi cái này nữa. Và nó phát triển như thế này thì người ta tiếp tục nuôi, đến một thời gian nó sẽ phát triển cao hơn nữa, và khoảng hơn một tháng thì bán được. Và sau khi tháo bao ni lông thì khoảng một tuần đến 10 ngày thôi thì nó phát triển lên cỡ này. Nó phát triển rất nhanh bởi vì chồi nó non và nó khỏe. Rồi đến khoảng nửa tháng thôi thì chồi nó sẽ phát triển cỡ này, và nó bắt đầu có 2-3 lá rồi. Thì khoảng nửa tháng nữa là khoảng một tháng thì một số người là người bắt đầu người ta xuất vườn và cho đem đi bán được, hoặc là đến một tháng rưỡi thì người ta bắt đầu đem đi trồng được. Và sau khoảng một tháng rưỡi sau khi tháo bao ni lông trục thì cây nó phát triển cỡ này, và cỡ này là đem đi trồng được rồi, hoặc là nếu như những vườn ươm chuyên nghiệp thì người ta đem đi bán được. Đây là một cây thập phẩm.